Những ngày hè, thời tiết nắng nóng, các con nhà chị Thảo ở phường Tịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đều dành phần lớn thời gian để vui chơi cùng nhau trong nhà. Khi chiều tối, các cháu sẽ được mẹ cho đi tham gia một số câu lạc bộ năng khiếu trên địa bàn. Bố mẹ con đi vắng thì hai anh em chơi Lego, còn con thì ngồi vẽ. Mùa hè thì con rất là thích đi học các môn năng khiếu như bơi, vẽ và múa. Thời gian nghỉ ngơi của các con rất là nhiều, cho nên là tôi thường chọn những cái môn năng khiếu để các con tham gia. Tôi cũng ưu tiên những cái lớp mà học vào buổi chiều tối mát. Ở ngoài những cái giờ học năng khiếu như thế thì tôi cũng ở nhà, thì tôi cũng dành nhiều thời gian để chơi cùng với các con, rồi là hướng dẫn con những cái kỹ năng khi ở nhà, rồi các cái nấu những cái món ăn đơn giản. Với nhiều trẻ em bước vào kỳ nghỉ hè, thói quen sử dụng điện thoại, máy tính và TV mỗi ngày để giải trí có thể lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, việc định hướng cho trẻ những chương trình thú vị bổ ích cũng như thời lượng xem hàng ngày là rất cần thiết. Ở nhà thì con học thì mỏi thì con sẽ được giải trí xem TV, các kênh YouTube của trẻ em này, ví dụ như hoạt hình này, hoặc là những kênh hỗ trợ tiếng Anh khoảng 20-30 phút rồi đấy. Mà mình đi làm ấy thì cũng vẫn theo dõi con là qua camera, nếu mà lúc nào mà con xem lâu ấy thì mình có thể nhắc là con sẽ dừng lại và học bài tiếp. Để các con có một mùa hè vui khỏe, bên cạnh những hoạt động giải trí, chế độ dinh dưỡng cho trẻ trong dịp hè cũng rất quan trọng. Bởi mùa hè thời tiết nắng nóng, oi bức, cơ thể bài tiết nhiều mồ hôi, gây mất nhiều nước và các khoáng chất, nên trẻ sẽ thường cảm thấy mệt mỏi và chán ăn. Chúng ta cần phải quan tâm về cả cái chế độ sinh hoạt cũng như chế độ dinh dưỡng của trẻ. Với chế độ dinh dưỡng thì chúng tôi vẫn khuyên rằng là trẻ phải ăn đầy đủ các nhóm chất thực phẩm để cung cấp đủ năng lượng cho trẻ. Ngoài ra thì cần phải bồi phụ đầy đủ nước và những nước ép trái cây để bổ sung những vitamin và khoáng chất. Hạn chế những cái đồ chiên xào trong cái quá trình chăm sóc của trẻ, thì đặc biệt là những cái ngày hè thì môi trường nhiệt độ rất là cao, nên cho trẻ mặc những cái đồ quần áo mỏng, cốt tông, thấm mồ hôi, thoáng mát để giúp làm sao cho trẻ có thể điều hòa được thân nhiệt tốt nhất, hạn chế cho trẻ ra ngoài, tạo một không khí, một môi trường thoáng mát, sử dụng quạt và điều hòa cũng phải phù hợp, hợp lý. Vui chơi, tìm tòi, khám phá là nhu cầu thiết yếu của trẻ trong mỗi dịp hè. Chính vì vậy, ngoài việc xây dựng môi trường sống lành mạnh, tốt cho sức khỏe, các bậc làm cha mẹ cũng cần tạo cơ hội cho trẻ trau dồi các kỹ năng sống cần thiết để trẻ có thể tự bảo vệ mình và phát triển toàn diện. Những trải nghiệm vui chơi cùng gia đình, bạn bè trong thời thơ ấu sẽ mãi là những ký ức và nền tảng tinh thần tốt đẹp, tiếp thêm sức mạnh cho trẻ trong suốt những năm tháng sau này.